dựng nghiêng lên là xịt cả mặt trái, vệ sinh sạch sẽ cả phải cả trái, lấy mặt phải lấy xà phòng mặt trái rồi. Và các quý vị lúc này đang là buổi chiều ngày mùng 6 Tết, tức là ngày 30 tháng 1 2020, và chúng tôi đang vệ sinh sạch sẽ bộ tranh Thư Quý Tùng Quốc Trung Mai bằng gỗ vụ kích thước 36x06 để chuyển vào trong huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, hình như là xã Xuân Hồng như vậy, xóm 3 xã Xuân Hồng. Đây là bộ tranh bằng gỗ vụ đẹp rực rỡ luôn, quý vị nhìn thấy đây, và giá thì rất hợp lý, giá tại xưởng chỉ là 14 triệu thôi, và bao ship toàn quốc là 1 triệu nữa, tổng cộng là thành 15 triệu. Và ngày hôm nay thì chúng tôi rất vui mừng đã được bác ở Nghi Xuân là đã chuyển khoản tiền đặt cọc 1 triệu rồi. Và bây giờ chúng tôi vệ sinh sạch sẽ và từ giờ đến tối sẽ đóng gói xong để ngày mai sẽ chuyển hàng đi. Và thưa quý vị, sau khi bộ tranh lên đường thì hiện nay ở xưởng vẫn đang còn nhiều cái bộ tranh tương tự như thế này. Trong đó thì có cả cái mức độ là 14 này, 17 này, 20, 23 rồi thì 30, 40, 50 có hết, 60 cũng có. Nhiều mức độ giá thành để tùy theo các bác lựa chọn cái gì thì lấy cái đấy. Và cái này chúng tôi đều cam kết mấy cam kết như sau. Thứ nhất là 100% bằng gỗ vụ. Thứ hai là toàn bộ nguyên liệu khảm đây là từ thiên nhiên, tức là chai, ốc, cửu khổng vân vân. Và thứ ba nữa là dù bao nhiêu năm mà bị vỡ, đấy, cái ván trong này bị vỡ thì quý khách đều có thể được đổi lại. Tất nhiên là vỡ là do nhà sản xuất cơ. Chứ còn ví dụ các bác đánh rơi nó vỡ thì chúng tôi không có trách nhiệm. Đấy. Quý vị cảm ơn quý vị đã quan tâm và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Một lần nữa chân thành cảm ơn bác ở Nghi Xuân đã một trong những khách hàng đầu tiên mở hàng cho đồ gỗ Hiền trong năm mới Canh Tí 2020 này.